được. Ủa, hôm nay nhìn nó rồi. Làm bán gì chị? Được. Má vô đi. Tiếp từ mấy giờ tới giờ? Ngồi ra xuất ra xíu mới đẹp, mới đẹp. Đó. Ngồi xuống. Thơm như mùi sầu riêng luôn. Cho quốc dân. Hai hai hai, mấy ba anh xuất qua xíu đây nè, mới đẹp. Rồi. Nửa đời mẹ làm gái. Dạ rồi, quá ok. Rồi, thánh kim. Được rồi. 28 giờ sáng cái tôi có. Đồ này em đen không? Đang học tới chốn. Một, hai, ba. Xích ra, xích ra. Có xích ra. Rồi. Rồi. Em vô ngày mai mấy giờ? 8 giờ. Mai 8 giờ cho mau nha các bạn. Ủa màu đen. Màu đen mà. Tự nhiên. Một, hai, ba. Rồi. Được rồi. Cái tiệm này ngày mai bán chỉ còn cả 100 triệu ngày. Tại bữa nay tình lệnh họ không đi đem tiền, cái ngày mai bán ngày còn cả 100 triệu. Rồi đó. Rồi, tôi nộp cái mọi người đó. Cô bây giờ ba nó đang muốn tặng tại vì tiền. Nó coi là nó lấy đồ mình đó. Bây giờ nè cô tặng nó cho mấy cái đứa nhà, để đó nhà. Một đứa một cái áo khen nhưng mà cô lấy vốn 350 thôi. Chịu không dạ? Mày
có em đang đây em đang này em đang này á đúng rồi giật mặt mặt nãy giờ chị giật mặt mặt nãy giờ nó mới 16 tuổi mà nó gặm 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 thôi cái điều tiêu này sống gì còn tiêu rồi mới 17 tuổi cho chưa có một lần đi bây đặt thôi muốn anh thở rồi sao nước sao màu xanh đậm chuối nha trời đất ơi tôi lên tôi gian trời à làm một clip viên nghe cô bấm cô chuỗi 60 mấy ngàn nó con 60 mấy ngàn người nhắm thành lợi cô không mọi người quay chứ nghèo khổ ngày mai tôi đừng có mau lên tôi giới thiệu cho người ta biết người ta coi mấy bạn ơi ngày mai đón xem chương trình của cô Minh Hiếu ở ngày lại Tiền Giang nha là ngày mai Tiền Giang 8 giờ sáng ngày mai đón tiếp chương trình của cô Minh Hiếu 10 đời chồng chào 7 miếng đất, hello cô thông báo là về cái việc video quay của cô rồi. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ là Trang 7 miếng đất mới đến á, thì bây giờ mình xin phép mình nói luôn, vì hôm trước đó là cô có cái chương trình gọi là video quay cho fan, nhưng mà bây giờ đó, các bạn thấy là cô đang rất là mệt rồi, vì mình là một fan chân chính á, thì mình muốn cô về sớm để cô nghỉ ngơi, thì cái việc mà video quay đó mình sẽ gửi tặng các bạn sau nha, hứa là làm yên tâm nha. Giơ tay, wow. Về ngủ. Về tán mấy đứa. Ai về nhà đấy, ai về nhà đấy, ai có dịch thì về, không dịch cũng về. Mẹ xô đầu tổ tiêu của mẹ. Rồi, em nghĩ là chị tạm biệt phan đang cả nữa rồi đừng tới nữa tại vì sợ tới đây rồi không gặp chị tạm biệt quá. Rồi, tạm thôi, đừng có tạm biệt nữa là máy bay. Em yêu anh cho người bạn đẹp rồi. Tập đoàn fan nói đồng thanh đi. Thể hiện tinh thần. Bất cu cái cơ. Các bạn ơi, mình cùng đồng lòng I love you, kêu cờ mo anh quay cái nha. Con nhỏ không được lấy thằng này nghe không? Không lấy được mẹ. Không ai lấy được hết. Chừng nào mẹ chết mới được. 1, 2, 3 I love you, kêu cờ mo. Em yêu anh. Cho mò cu. Cảm ơn các bạn. Rồi các bạn 7 miếng đất cảm ơn các bạn nha. Nhớ ông xem 7 miếng đất nha. Rồi cô lên trời ơi người ta lên rồi. Bạn nào vô chụp được sợ gì? Dạ ừ nó thấy đông người quá. Rồi trời ơi. Hello cả nhà nghe còn nhiêu ngàn người? 2.200. Cô đi đường quyền đi cô. Nãy giờ cô đi đường quyền quá trời luôn á. Cô ơi, người yêu con à, các bạn ơi xong rồi mình xin phép á là các bạn ra ngoài dưới cô chụp một tấm lấy hình cái shop để giống như là cô trai là cô tới cô bia nha, bia tốt cô có bia nha. Chụp đi ngay vô đó kìa. Còn ai nữa không à? Là chị bây giờ mang ra. Em qua đường và băng em chụp lại cho mọi người nhớ. À, các bạn ơi, máu con mẹ cho con 100 ngàn nè. Dạ, con muốn cho con 100k nha. Rồi các bạn ơi, mình chị ra ngoài. Để đi hồi gì đặng. Một món quà đến từ Gia Huy. Lòng mẹ giờ bị đứng hơi buồn rơi vậy. Bây giờ 4 chồng cô đứng đây nè. Bây giờ cô đang muốn có bầu nè. Trời ơi. Bây giờ nước nào ở Sài Gòn cho cô có bầu coi, cô lấy giống ở nước Sài Gòn coi. Mèo luôn cô. Đem mèo vô cho cô ôm đi. Ôi không mèo mà lấy thằng ôm con mèo. Chốt đơn. Alo, cái gì vậy? Anh định chơi xây quay em chụp hình với anh chồng với bạn thấy không? Ủa tôi đang live stream ông ơi chị Trang chồng em đi trời
Chồng cô nhà mấy đứa. Rồi idol. Ai? Siêu mẫu nó mến mộ cô. Rồi bây giờ còn nước nào chụp hình vô chụp đi coi rằng hồi cô đi về đi đổ cô mồ mồ hôi hết trơn nè. Đi về có cho. Ở mà không có là bốn bạn vô nha. Đi vô một lần. Anh em cảm ơn chị. Đi vô mới nè. Chị vô ơi. Một lần nữa là xong rồi giải tán nha. Đi vô một lần. Chị mở đi đó. Muốn ở chụp hình. Vô đi. Sao đây vui mà em vô đi. Vui mà cô à. Ba ngàn sáu người đang xem cô. Cô ơi, fan mới của cô nè cô. Fan mới hả? Nhóm lắm đứa nha. Yêu cô lắm á. Bảo lại nha mọi người ơi, tự nhiên để đăng like chúng ta biết gì nữa rồi. Chị có nhẹ chắc đâu không chị? Cô có chửi thằng Trần Duy Phong không con? Trần Duy Phong đang live stream cái đó gọi điện thoại. Tao cạo đầu mày à. Chụp đi cưng. Rồi đó phân trai ngay. Mọi người qua 177 ao và nhân bánh giao lưu với cô nha. Mẹ đi có đi đó mọi người. Thẳng bằng luôn. Bằng luôn. Thẳng bằng là bóng vàng nghe đó. Chụp đi, nhắm đi cầu vòng luôn. Sai lầm quá. Sầm là nó sai lầm. Thấy không, em gái ruột mà còn nói sai lầm nữa. Sai lầm lắm anh ơi. Chị với mấy đứa qua nhà chị đúng không? Tôi cảm thấy chắc. Còn quá là đeo vàng quá trời. Hả? Vô. Đó, vô. Vô đi. Tắm nó nhẹ. Trời đất ơi, nó lâu mà tập trời mà lâu vậy trời. Trời ơi. Cô ơi, cho em con vô chụp cái gì cô. Vậy mà thôi, cho em tự xử đi. Lô mà chụp như lâu. Tôi hoài không chụp. Cô má làm gì bác nghi như bà nội. Đi thôi đi. Trời ơi. Đi em bà chị ơi. Chứ hồi mẹ con ghê. Có lịch mấy cháu ở dưới đó. Em thấy cô mà đẹp không? Rồi xong rồi. Trời cô đẹp dễ sợ. Đẹp xỉu. Em gái cầm giùm anh. Chụp cho ba lưới. Đấy, chụp đi đừng đi. Ê một nhóm đi chụp xong rồi đó rắn. Chụp đi. Sao có vậy? Chụp cho ai không con. Rồi. Đây cô cho con vô con chụp với cô với cô. Mấy đứa chụp xong thì mình ra cũng được. Kìa, mấy đứa xong đi ra đi mọi người. Nó chật quá. Cho mình dặn cái mồ hôi cô gì chú ấy chụp nha má, đừng dìm. Biết rồi má. Dìm cái quýnh lồi cái lồn. Điện thoại đó mà nó muốn phát. Quyền cố. Quyền cố. Mọi người dặn cô cẩn thận nha, cô đeo vàng nhiều quá. Đúng rồi. Ê, cái máy của bạn nó bị đơ, từ từ lại nó. Ê là trời. Cho phép cửa lại cái nha. Từ từ một hồi làm 4 lần, làm 4 lần nha. Nó cửa này, trời ơi. Làm 4 lần nha. Ê, 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 ê. Có cái áo nào cỡ này mày mặc vừa không? Có. Con mua đi. Con mua. Cô tặng cho con một cái 100.000 nè. Giờ con mua đi, con mua đi. Không, nhưng mà bây giờ chưa có, mai mốt mua đi. Nứng lồ. Mày hai đồ nữa nứng lồ. Tóc mua xỉu. Rồi mọi người xin qua cho mình lại chim cái nha. Nó đi đường quyền luôn kìa. Đi đường quyền. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Rồi.